Xin giới thiệu với các anh chị một căn chung cư của Học viện Quốc phòng Hoàng Quốc Việt ạ. Phải nói là căn này là siêu rộng. Đây là không gian của phòng khách này. Ta sẽ đi khám phá một chút. Đây là một ban công siêu rộng. Trời ơi, ban công siêu rộng. View sang bên kia là bên của sân bóng Venice Pool này. Đó, dãy liền kề. Sân cầu lông phía dưới, dãy liền kề. Bên kia là Ecoline nhá. Tầng này thì không view được Hồ Tây rồi vì nó hơi thấp, tuy nhiên là rất là thoáng. Bên kia là một số đơn vị. Phía kia là Hoàng Quốc Việt nhá. Dưới này thì cư dân đánh cầu lông này. Ban công quá rộng luôn ạ. Cửa chính thì bên tay phải nhé. Còn kia là không gian của không gian chung này. Phòng bếp. Loza. Chủ trước thì để điều hòa ở đây, cục nóng điều hòa ở đây. Đây là phòng ngủ 1 này. Phòng ngủ 1 thì ánh sáng ấy từ hành lang vào. Nhà vệ sinh, phòng tắm phía trong, đúng là quân đội khác làm rất là chỉn chu. Sang phòng ngủ 2, phòng này thì hình đa giác, phòng này thì để phòng làm việc thì đúng hơn. Em chưa quay thêm được, chắc có. Nhà vệ sinh. Không gian này đúng là không gian làm việc hợp lý hơn. Phòng ngủ thứ 2. Sau lưng của viện nhiệt đới. Rất là rộng. Hai không gian ngủ.